Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tide Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Thảo Tín chào đón các khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài Little Saigon TV trên màn tầng 56.10 và website littlesaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Tư, 14 tháng 9, 2022. Để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Xóm cà phê đường tàu bị đề nghị xóa sổ. Thiếu nợ, trốn vào chùa tu để sám hối, cuối cùng vẫn bị bắt. Chủ một quán bar lớn tại Hạ Long được phát hiện chết trong xe. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Xóm cà phê đường tàu bị đề nghị xóa sổ. Lần thứ hai kể từ đầu năm, Việt Nam đề nghị Hà Nội xử phạt người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt gây mất an toàn giao thông. Đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt nêu thực trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang diễn ra nghiêm trọng tại khu vực phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ. Nhiều quán cà phê mở bán, nhiều du khách nước ngoài, người dân đến chụp ảnh quay phim trên đường tàu. Vì vậy, Tổng Công ty Đường sắt kiến nghị Hà Nội phải giải quyết, xóa sổ nơi này. Du khách bắt đầu tụ tập trên đường sắt từ năm 2018 tại khu vực phía Bắc ga Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Nai, Đồng Đăng. Nhiều khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Sau đó, các hàng quán mọc lên trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt để bán cho khách nước ngoài. Sau khi bị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến, Hà Nội đã yêu cầu các phường sở tại lập hàng rào để ngăn du khách không chụp ảnh trên đường tàu. Thiếu nợ trốn vào chùa tu để sám hối, cuối cùng vẫn bị bắt. Hôm 14 tháng 9, 2022, ông Nguyễn Công Văn, 72 tuổi, ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, bị Tòa án Đà Nẵng phạt 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc hoàn trả hơn 580 triệu đồng, khoảng 25.000 Mỹ Kim, đã chiếm đoạt của các người bị hại sau 14 năm lẫn trốn bằng cách đi tu trong chùa. Theo cáo trạng, vào năm 2005, ông Văn làm đội trưởng của công ty xây dựng công trình giao thông 501, được giao khoán 3 hạng mục thuộc công trình bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Để có tiền để trả lương công nhân, mua vật tư và trả chi phí khác để thi công, ông Văn đã vay 6 người với tổng số tiền khoảng 25.000 Mỹ Kim. Đến khi công ty nghiệm thu và thanh toán, ông không dùng số tiền đó trả nợ mà lại mang đi đầu tư kinh doanh nhưng thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Tháng 4 2008, ông Văn bị công an quận Cẩm Lệ truy nã. Ông trốn vào chùa tu để sám hối và cũng hy vọng các chủ nợ sẽ xóa nợ cho ông. Tuy nhiên, 14 năm sau, ông bị bắt ra tòa để chịu trách nhiệm về những việc ông đã làm. Chủ một quán bar lớn tại Hạ Long được phát hiện chết trong xe. Trưa ngày 14 tháng 9, ông Bùi Minh H, 54 tuổi, chủ một quán bar lớn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được phát hiện chết trong xe hơi đậu trong khuôn viên gia đình ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, nghi do tự tử. Điều tra ban đầu cho thấy ông H tự tử do trầm cảm, bi quan cuộc sống khi phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên mất ngủ và thời gian gần đây có nhắn tin cho người thân, bạn bè về bệnh tật cũng như nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ vợ con. Được biết ông H là chủ một quán bar lớn, thu hút rất đông người đến mỗi tối tại thành phố Hạ Long. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Nhiều công trình có nguy cơ đình đốn vì thiếu cát. Hàng loạt dự án giao thông, công trình xây dựng tại Việt Nam đang rơi vào tình trạng càng làm càng lỗ vì giá cát nhảy múa do khan hiếm, tăng cao so với giá trong hồ sơ đấu thầu. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, cho biết tỉnh đang tổ chức đấu thầu một số mỏ cát. Ngoài ra, trên dòng sông Ba Lai, các ngành chức năng của tỉnh đã khảo sát thăm dò được 2 mỏ cát có trữ lượng lớn. Tại Vĩnh Long, nhà thầu một số dự án lớn đang thi công và sắp thi công như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đường Võ Văn Kiệt, cầu Cái Cam 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh và khu công nghiệp Đồng Bình đều gặp tình trạng càng làm càng lỗ vì giá cát, vật liệu tăng cao và chênh lệch khá lớn so với giá trị hợp đồng ký kết. Ông Nguyễn Văn Đê, một doanh nghiệp chuyên xây lắp các công trình cầu đường tại thành phố Cần Thơ, giải thích nguyên nhân xảy ra tình trạng cát sang lắp chênh lệch quá cao so với hợp đồng ký kết với chủ đầu tư bắt nguồn từ quá trình xây dựng giá đấu thầu. Phía tư vấn xây dựng giá đấu thầu bằng giá tại các mỏ cát. Thế nhưng, đơn vị thi công thì không có quyền được lấy cát tại các mỏ này mà phải qua trung gian. Ông cho rằng các mỏ cát có lợi ích nhóm khi không cho các nhà thầu tiếp cận nguồn cung với giá trị đúng thực tế, mà buộc phải qua trung gian mua với mức giá rất cao. Nghêu chết trắng sau vụ chìm tàu chở hơn 1.000 tấn dầu. Sau tai nạn chìm tàu Hà An 1 chở hơn 1.000 tấn dầu DO, nhiều ngư dân nuôi nghêu tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, phát hiện nghêu chết nổi trắng mặt bãi. Trước đó vào ngày 8 tháng 9, tàu Hà An 1 trọng tải hơn 1.200 tấn, chở hơn 1.000 tấn dầu DO nằm neo chờ thủy triều vào luồng cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trên tàu có 6 thuyền viên và 1 giám định viên. Do mưa dông, gió sóng to, gió lớn, tàu bị nước tràn vào hầm mũi khiến tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động. Sau đó, tàu Hà An 1 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0 chờ thủy triều để vào cảng. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Hà An 1 bị chìm và có hiện tượng tràn dầu ra biển. Sau tai nạn tràn dầu DO của tàu Hà An 1, nhiều hộ dân nuôi ngao tại bãi biển xã Thái Đông, huyện Thái Thụy tá hỏa khi phát hiện nhiều hecta nghêu chết trắng trên bãi triều. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình cũng đã cử đoàn công tác về xã lấy mẫu đất, mẫu nước, mẫu nghêu để xem xét xét nghiệm và đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân nghêu chết. Vừa rồi là phần tin Việt Nam, tiếp theo là phần tin quốc tế. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ukraine công bố video cho thấy thiệt hại ở thị trấn Izium bị tái chiếm. Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ hôm nay tới thị trấn mới chiếm tại Izium, một trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Đông Bắc Kharkiv, và cảm ơn quân đội của ông đã thành công trong việc chiếm lại lãnh thổ từ tay lực lượng Nga. Cơ quan báo chí Tổng thống Ukraine đã công bố đoạn phim vào hôm thứ Tư, cho thấy các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Izium, một trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Đông Bắc Kharkiv gần đây. Hàng nghìn binh sĩ Nga đã rời khỏi Izium vào cuối tuần, để lại một lượng lớn đạn dược và thiết bị trong thất bại nặng nề, kể từ khi họ bị đánh lui khỏi vùng ngoại ô thủ đô Kyiv ở Ukraine vào tháng 3. Izium có dân số khoảng 50.000 người trước chiến tranh, nằm trên một đường cao tốc quan trọng chạy từ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đến thành phố phía đông Sloviansk, mà các lực lượng Nga đang cố gắng tiến tới. Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài phát biểu vào đêm muộn hôm thứ Ba rằng quân đội của ông hiện đã giải phóng được khoảng 8.000 cây số vuông lãnh thổ trong tháng này, mặc dù Nga vẫn nắm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Ông đã tuyên bố sẽ chiếm lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ tay các lực lượng Nga, bao gồm Crimea, bán đảo trên Biển Đen được Moscow sáp nhập vào năm 2014. Hội đồng Nga đối mặt với việc giải tán sau khi kêu gọi ông Putin từ chức. Một nhóm các chính trị gia địa phương ở St. Petersburg, những người đã kêu gọi Tổng thống Putin nên từ chức vì cái mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, hiện đang đối mặt với việc hội đồng quận của họ bị giải tán sau phán quyết của một thẩm phán vào thứ Ba. Nikita Yufarev cho biết, thẩm phán đã quyết định rằng một loạt các cuộc họp hội đồng trong quá khứ đã không hợp lệ, mở đường cho việc bị giải tán vì vi phạm luật. Một thành viên hội đồng khác, Dmitry Paliyuga, cho biết tòa án tương tự sau đó đã phạt ông 780 Mỹ Kim vì làm mất uy tín của chính quyền khi kêu gọi cách chức Tổng thống Putin. 4 thành viên nữa của hội đồng địa phương Smolinskoye sẽ ra hầu tòa trong 2 ngày tới. Tuần trước, một nhóm đại biểu của hội đồng đã kháng nghị Viện Duma Quốc gia đưa ra cáo buộc phản quốc đối với ông Putin và tước bỏ quyền lực của ông, với một loạt lý do bao gồm tổn thất quân sự của Nga ở Ukraine và thiệt hại về nền kinh tế của nước này do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một phó thị trưởng địa phương khác cho biết 65 đại diện thành phố từ St. Petersburg, Moscow và một số khu vực khác đã ký vào bản kiến nghị mà cô công bố vào hôm thứ Hai, kêu gọi ông Putin từ chức. Mỹ có thể công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden có khả năng sẽ công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong những ngày tới. Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba. Người phát ngôn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên, ông nghĩ sẽ có một sự hỗ trợ mới nữa trong những ngày tới, kể từ khi Nga tháo chạy khỏi vùng chiếm cứ ở Đông Bắc Ukraine vào thứ Bảy. Đánh dấu thất bại tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Quân đội Ukraine đã chiếm lại hàng chục thị trấn trong một sự thay đổi đáng kể về động lực chiến trường. Tuy nhiên, Nga vẫn phủ nhận các lực lượng của họ đã thực hiện các hành động tàn bạo tại các khu vực mà họ kiểm soát khi tháo chạy. Quân đội Ukraine vào hôm thứ Ba cáo buộc các binh sĩ Nga trong khi rút lui đã đánh cắp ít nhất 300 xe hơi chở đầy tài sản cướp được khi họ chạy trốn khỏi khu vực và có thể đã băng qua đường biên giới phía Bắc. Trong ngày, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù tại ít nhất 6 thị trấn và khu định cư ở phía Bắc của Donetsk. Bộ Tổng tham mưu cho biết, nhưng không đề cập đến lãnh thổ đã chiếm được. Trong một bài phát biểu trên video, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết phương Tây cần tăng tốc độ giao vũ khí, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường hợp tác để đánh bại khủng bố Nga. Các lực lượng Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine ở phía nam và phía đông, nhưng Kyiv hiện đang tấn công ở cả hai khu vực. Ở trong phòng giam mất con trai, cư dân Balakliia kể về cuộc sống dưới sự chiếm đóng của Nga. Ukraine đã cung cấp viện trợ tại thị trấn Balakliia đầy rẫy đổ nát vào thứ Ba sau khi đẩy lùi lực lượng Nga ở phía đông bắc và tuyên bố giải phóng một phần bộ lãnh thổ, kêu gọi phương Tây tăng tốc cung cấp vũ khí để hỗ trợ cho cuộc tiến công ngoạn mục vừa qua. Phát biểu tại quảng trường trung tâm Balakliia, một trung tâm cung cấp quân sự quan trọng của quân đội Ukraine vào cuối tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia rằng các binh sĩ Nga đã hành động ở đây giống như họ đã hành động trong quá trình chiếm đóng vùng Kyiv. Cờ Ukraine đã được kéo lên và một đám đông lớn tụ tập để nhận các gói hàng viện trợ nhân đạo. Một trung tâm mua sắm đã bị phá hủy nhưng nhiều tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, với các cửa hàng đóng cửa. Maria Timofeyeva cho biết tim cô thắt lại và cô đã khóc khi nhìn thấy những người lính Ukraine xuất hiện trở lại ở Balakliia. Malia trước đó nói với Reuters rằng các lực lượng Ukraine đang đạt được tiến triển tốt vì họ có động lực cao và hoạt động của họ đã được lên kế hoạch tốt. Hoa Kỳ kêu gọi Armenia, Azerbaijan ngừng các hoạt động thù địch. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết vào hôm thứ Ba, Hoa Kỳ vẫn quan ngại sâu sắc về các báo cáo về các cuộc tấn công dọc biên giới Armenia và Azerbaijan, đồng thời kêu gọi chính phủ hai nước thiết lập lại đường dây liên lạc trực tiếp qua các kênh ngoại giao và quân sự. Chúng tôi đã tích cực tham gia với cả chính phủ Armenia và Azerbaijan để xem chúng tôi có thể làm gì để chấm dứt bạo lực này. Kirby nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế trước bất kỳ hành động thù địch quân sự nào tiếp theo. Washington đã thúc giục cả hai bên trong cuộc xung đột ngừng các hoạt động thù địch sau khi giao tranh nổ ra gần biên giới hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken đã tổ chức các cuộc gọi riêng trong đêm với Thủ tướng Armenia và Tổng thống Azerbaijan để bày tỏ quan ngại của Washington. Về giao tranh, Bộ Ngoại giao cho biết, ông thúc giục Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngừng các hoạt động thù địch, đồng thời cho biết Washington sẽ thúc đẩy cuộc giao tranh ngừng ngay lập tức. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại và bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.